Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Chế Bảo Vật. Thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy Honeywell PC42ET. Thì mục đích của vệ sinh đầu in để cho mình có thể là bản in ra được sắc nét hơn, cũng như là đảm bảo cho tuổi thọ của đầu in và chiếc máy in được lớn hơn. Thì mọi người hãy cùng em thực hiện theo những thao tác sau đây. Để vệ sinh đầu in thì mọi người hãy chuẩn bị giúp em một đó là bông gòn. Cái bông này mình có thể là mua bông y tế ở ngoài tiệm thuốc khá là dễ dàng ha. Hai đó là cồn 90 độ hoặc cồn 70 độ. Thì đây là cái cồn để mình rửa tay hoặc là sát trùng vết thương, mình cũng mua khá là dễ dàng ở bên ngoài cái quầy thuốc nha mọi người. Đây chiếc máy mình đang in ha. Đầu tiên thì mình sẽ tắt nguồn máy in đi nha mọi người. Đây tắt nguồn máy in đi, sau đó thì mình sẽ mở cái nắp của cái chiếc máy in này lên để nhấn hai bên hông này để mở nắp lên này. Tiếp theo là mở cùng đầu in lên, mình sẽ nhấn nhẹ cái đây này, mình sẽ mở cùng đầu in lên nha mọi người. Đây rồi, cái việc vệ sinh đầu in sẽ nằm ở đây nên mình cần phải tháo mực ra. Để tháo mực thì mình làm ngược lại so với cái việc lắp, đó là mình đẩy nó qua phía bên phải ha. Đây đẩy cái trục mực qua phía bên phải, đây tháo nó xuống. Mọi người có thể tháo hẳn cái quần mực này ra hoặc là không cần tháo hẳn thì để xuống thế này cũng được, mục đích là mình có thể là thấy được cái vị trí đầu in ở đây nha mọi người. Đây mình sẽ vệ sinh đầu in ở đây. Để vệ sinh thì lúc này là mình có chuẩn bị cồn với bông gòn rồi. Mọi người lấy một ít bông gòn ha, tẩm lên đó một ít cồn. Đây thì mọi người tẩm lên một ít cồn. Sau đó thì mình sẽ lau thật sạch cái vị trí đầu in ở đây. Mọi người nhớ thao tác lúc lau thì mình sẽ lau theo một hướng từ trái sang phải thế nào. Mọi người đừng trà qua trà về. Ví dụ như ở trên này nó dính cái gì mà trà qua trà về thì nó sẽ dễ làm trước rồi. Thứ hai là khi mọi người mang nhẫn hay đồng hồ hay những vật chắc nhọn thì cần tiếp xúc với cái vị trí này. Ví dụ như mình cà quá thì nó sẽ bị hư ha. Đây thì mọi người lau từ trái sang phải như vậy ha. Tiếp theo thì mọi người lấy giúp em một cái bông gòn khác, sau đó tiếp tục là tẩm cồn lên và lau tiếp cho em ha. Lau theo một hướng này ha. Đấy, lau theo. Mọi người lau tới lúc nào mà mọi người thấy là trên cái đầu in này, ở trên cái bông gòn á mà nó trắng, nó đã sạch rồi. Mọi người cứ lau một vài lần đó ha. Thì đã vệ sinh xong. Tiếp theo thì mọi người vệ sinh luôn cho em là cái phần dưới này. Nếu mà về để vệ sinh phần dưới này, đây là cái trục roller của máy ha. Trục roller của máy thì để vệ sinh thì mình phải kéo cái giấy lại hoặc là tháo giấy ra. Đây thì mọi người lau sạch cái này cho em. Sau đó thì mọi người có thể là lăn tròn ha. Do đó mình vệ sinh là mình lau tiếp. Cái này có thể mở ra mà nhưng thực tế thì mình không cần mở đâu. Mở ra mình lắp lại nó mất thời gian. Mình còn người có thể là cầm cổ nó bông gòn mình lau. Xong rồi mình có thể là sử dụng hai tay này kéo nhẹ một cái nó sẽ xoay này, xoay sang mặt khác thì mọi người cứ lau. Đó, ở dưới này thì mọi người thích lau sao lau ha, miễn sao nó sạch cái cục roller này giúp em là được ha. Đó, sau khi mọi người vệ sinh xong thì mọi người đợi giúp em cỡ tầm 1 phút ha, tại vì cái cồn này nó cũng cần một thời gian để nó bay hơi và nó bay hơi khá là nhanh. Nên để cho nó bay hơi xong thì mọi người sẽ tiếp tục lắp ngược lại cái mực in và cái dây in lại. Sau đó thì mọi người có thể là in bình thường. Đây, em lắp lại ha. Lắp lại này. Đóng lại ha. Đấy, cho là kéo dây ra lại nha. Đấy, cái việc vệ sinh đầu in này thì nó thực tế thì tùy vào cái công suất in của mọi người, nhưng thông thường thì tầm 3-4 ngày thì mọi người nên vệ sinh một lần ha, hoặc là lúc nào mà hết cái quần mực á, mất công mình thay cái quần mực rồi thì mình vệ sinh một lần luôn nha mọi người. Như vậy thì nó tiện lợi cho công việc của mình. Đó, đóng đầu in xuống này, và sau mở máy lên và mình có thể là tiến hành in và hoạt động lại bình thường. Quá trình vệ sinh nó chỉ mất cỡ tầm đâu đó 2-3 phút. À, khá là đơn giản nên mọi người cần chú ý để thực hiện để đảm bảo được cái việc vận hành in tốt hơn. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy in Honeywell PC42ET. Thì mọi người thấy những vật dụng để vệ sinh cũng như là cách làm khá là đơn giản. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là có bất kỳ cái vấn đề gì cần hỗ trợ, mọi người hãy gọi ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioibarvat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.